xin vâng giữ là quý chân xa sư chùm cáp ca mê su mi cha cha ra vê ra ma ni si ca pa đa ma thi ya mi con xin vâng giữ quý chân xa sư tà dâm si ca pa xin vâng giữ điều là cô nói dối su ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na vê ra ma ni si ca pa đăng Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chân xa, sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sa thugang katawa apamadena nicha kalang sammarakitambang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với văn giới hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui. À ma phan tê dạ xin vâng. Si lê na su ga tinh danh tí si lê na phu ga sa ba da si lê na ni pu tinh danh tí tas ma si lăng vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ lực cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền quy giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin nói hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô-bhut-tha-ya, Nam-mô-tham-ma-ya, Nam-mô-sáng-kha-ya, và kính bạch chư Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo, tụng kinh và thọ trì quy giới, Vantana xin được nhường cho ship MC Nhật Huỳnh. Kính mời ship Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Vatthana, dạ cảm ơn Minh, cảm ơn Thích Đàn Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Săn Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Tâm Phương cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tử. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào Sích Trần Đạo. Kính chào Giác Ngộ, kính chào Công Thanh, mến chào Thi An Lạc, mến chào Sích Rạng Đông. Kính chào cô Ái Minh, kính chào Chà Nhận Răng Rụng, kính chào Đức Bạn, mến chào Châu Phan. Kính chào Nắng Chiều, mến chào Tâm Hương, mến chào Trăng Thư, mến chào Cẩm Vân, mến chào Kim Nhung, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy hữu giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và Tâm Hương có ở trước máy phải không? Tâm Hương ơi! Tâm Phương còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, Tâm Phương còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Tâm Phương thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Chắc là thế nào và Đại Đức Pháp Tính cũng giảng bài. Tại giờ Nhật Quỳnh biết Đại Đức Pháp Tính còn ở trên chánh điện nên Nhật Quỳnh không có dám, dạ, không có dám gọi điện thoại cho Sư. Nhưng mà chắc là thế nào Sư cũng vào giảng thôi. Dạ, trong khi chờ đợi Sư vào thì Tâm Hương tỉnh Pháp Sư trước đi ha. Dạ, mời Tâm Hương ạ.
Alo. Dạ Nam mô Bố Tha Giá Nam Ma Giá, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, các cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Kính mời tất cả Phật tử cùng tam phương chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta cùng cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Ta Sa Phá Ga Va Tô Arahato Sam Ma Sam Bố Tha Giá. Nam mô Ta Sa Phá Ga Va Tô Arahato Sam Ma Sam Bố. Nam mô Ta Sa Phá Ga Va Tô Arahato Sam Ma Sam Bố. Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tăng cha li ân thi quả răng a ya cha tham sang ti tha sát ta ba ra cha ga cha ti ka đề tu tâm măng a nu kham bi măng ba chăm. Evam saham bhati brahmaṃ bhāgavantaṃ āc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 
ca dun ne na thi wa sa yang tang ha bu tha ya da de nang mi ga la yang ta to ga to pan cha wa ya da yo nay yen a mang ba ye si tham ma tong ta to ba bu ti sam bu thong a nu na tham ma de sa nang ma ga wa sa ni de se sing sa ta nang a tha di tha kham te na sa thu a yo ban teng đề sê tu thấm mà đề sa năng sa ba di ya ba di sa thang a nu khâm măng bi ca qua quyền chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc đắng nhờ ánh sáng trổ rành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời những chân dĩ ơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhậm vương long giá ngài trời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như đường đem hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trích rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chôn ni tôi mê cầu đừng trí trí vang toàn và dạ, nam mô bút tha dạ dạ à, con tâm phương à, thay mặt à, cho tất cả thiện nam thiện nữ à, đã thỉnh pháp sư và xin nhường mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ à. Kính mời chị Nhật Huỳnh nhận mic ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn tâm hương rất là nhiều đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Dạ, tạm biệt cảm ơn Thích Rạng Đông, Thích Rạng Đông, Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ, con thành giờ đúng luôn, dạ, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính, từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con
học tiếp tục tập lục tập gì nha. Tiếp tục học tập loại yếu hiệp nha. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Minh Đến Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. À quý vị, dạ cảm ơn quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về phần tạp loại yếu hiệp hay là hỗn hợp yếu hiệp. Vừa rồi thì chúng ta học ở cái phần lục nhân, nhưng mà mới học được có nhân tham thôi. Mới có học được có nhân tham thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhân sân, nhân si, nhân vô tham, vân vân. Thời gian tới đâu thì chúng ta sẽ học tới đó. Vậy thì trước khi bắt đầu vào bài học, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tỏ một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sanghakassangho sangham nammami lokassana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha bhannamami sangham. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, vậy thì trước khi bước qua đến nhân sân, nhân sân thì chúng ta cũng nhắc lại nhân tham. Nhân tham đó, cái trạng thái của cái trạng thái của tham đó, là quý vị nhớ là cái trạng thái gì không? Cái trạng thái của tham là dính mắc với đối tượng. Thành ra nhân tham chi pháp là sở hữu tham. Nhân tham chi pháp là sở hữu tham. Vậy thì nhân tham được tìm thấy trong tâm tham, trong tám tâm tham. Tám tâm tham là quý vị biết rồi, bốn tâm tham thọ hỷ, bốn tâm tham thọ xả, hợp cập, hợp trí, ly, và xin lỗi, hợp tà, ly tà, hợp tà, ly tà, đó, vô trợ, hữu trợ, đó. Rồi, vậy thì cái nhân tham đó, nó hợp ở trong tám tâm tham thì chúng ta nói thì chúng ta biết rồi. Rồi vậy thì cái nhân tham đó sẽ hợp được bao nhiêu tâm sở? 21 tâm sở, 13 sở hữu tự tha, 4 si phần là 17, tà kiến là 18, ngã mạn là 19, hôn trầm thị miên là 21. Ủa sao mà nhỏ được? Máy chúng tôi đâu có biết chỉnh âm thanh. Máy của chúng tôi không có biết chỉnh âm thanh nha quý vị. Dạ.
Cái máy này từ hồi Phật tử Nhật Quỳnh cúng dường tới giờ mở lên sao rồi xài y vậy luôn đó, không có biết chỉnh nha, xài nào cũng hư thôi chứ không biết chỉnh gì đó. Rồi nhớ nha, nhân tham, nhân tham là nếu mà nói về tâm sở thì nhân tham sẽ hợp với 21 tâm sở. Hồi lúc trước đó, chúng ta nhớ đó, là chúng ta khi mà chúng ta học đó, tâm và tâm sở phối hợp với nhau đó, cái tâm tham mà nó sanh lên đó, là nó hợp với 22 tâm sở, phải không quý vị? Thì vậy thì bây giờ đó, mà mình lấy cái nhân tham đó, mà để mà mình tìm coi nó hợp với bao nhiêu tâm sở thì chúng ta sẽ trừ ra cái nhân tham, tại vì chúng ta đã cầm nó trên tay rồi, chúng ta đã giữ nó lại ở đây rồi, thì một tâm, cái tâm tham sanh lên hợp với 22 tâm sở. Vậy thì bây giờ á, mình nắm ngay chỗ cái nhân tham á, mình hỏi nó hợp bao nhiêu tâm sở thì hợp còn 21 thôi, tại trừ trừ ra chính nó, trừ ra chính nó. Nếu mà nói về tâm sở thì nhân tham sẽ hợp được 21 tâm sở. Rồi nếu mà nói ở tham có bao nhiêu nhân, ở trong tâm tham vậy thì có bao nhiêu nhân quý vị? Có bao nhiêu nhân? Nhanh lên, lẹ lên, đánh lên máy. Trong tâm tham có bao nhiêu nhân? Dạ đúng rồi, có 2 nhân thôi. Rồi vậy thì nhân tham hợp được bao nhiêu nhân? Nhân tham hợp được bao nhiêu nhân? Nhân tham, đúng rồi, nhân tham hợp với một nhân thôi. Trong tâm tham có nhân tham và nhân si. Vậy thì hỏi anh tham này, anh đi với mấy mấy người? Mấy người thì đi có một anh nữa là anh si thôi. Đó, chỗ này á, đó, thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà nói về nhân tham thì sanh ở trong 8 tâm tham. Nói về tâm sở thì nhân tham là sẽ hợp với 21 tâm sở. Rồi hỏi trong tâm tham có mấy nhân? Có 2 nhân, nhân tham và nhân si. Mà hỏi nhân tham hợp với mấy nhân? Hợp với một nhân, đó là hợp với nhân si. Đó, còn cái về cái phần mà chi tiết là chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe hồi bữa rồi, tại sao mà mình cần phải học những cái tâm sở này, tại vì mình cần phải phân tích, mình cần phải biết mình cần phải biết những cái yếu lý của pháp. Thật ra nó không phải là mình cộng 21 tâm sở đó vô gì hết, nhưng mà mình hiểu được do căn và cảnh, có nghĩa là mắt mình thấy cảnh sắc, thành ra xúc nó phát sanh lên, sở hữu xúc. Rồi sau khi quý vị thấy cảnh sắc thì sao quý vị? Giờ quý vị nhìn cái hình ảnh đó coi, nhìn cái hình ảnh gì ở trước mặt quý vị coi, rồi thì nó có xúc, xúc nó sanh lên. Rồi sau khi xúc nó sanh lên rồi, đến cái gì nó sanh nữa? Cảm thọ. Cảm thọ, quý vị nhìn vô một cái cảnh gì, quý vị nghe một cái âm thanh gì cũng vậy, cũng phải có thọ nó sanh lên. Rồi tại sao mà mình biết được cái âm thanh đó là của ai, hoặc là âm thanh đó của người hay của thú, hoặc cảnh đó là màu gì, hoặc là hình dáng dài vuông tròn hay sao, vân vân, là do đâu? Do tưởng, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, vân vân. Chúng ta không phải là tự nhiên chúng ta học chơi những cái này, chúng ta học mà chúng ta phân tích được hết, đối với căn và cảnh, ở trong đời sống thường ngày, chúng ta đều nắm bắt được cái này hết, thì chúng ta mai mốt đủ duyên lành, chúng ta mới quán được vô ngã, hoặc là chúng ta quán được vô thường, hoặc là chúng ta quán được cái tánh rỗng không của các pháp đó. Mà bây giờ chúng ta không học cái chỗ này thì làm sao mà chúng ta quán được? Thành ra chúng tôi gợi ý thêm để cho quý vị biết được là khi mà chúng ta học về những cái môn này, hoặc là những cái tâm và tâm sở, là không bao giờ mà loạn tâm mình hết. Có nhiều người ta nói học gì rồi nó bị quái niệm. Không, mà không có quái niệm nha quý vị.
là mình học về cái điều này, chúng ta không có bị quái niệm, mà chúng ta sẽ tăng cường cái chánh niệm của chúng ta đó. Rồi bây giờ thì chúng ta qua đến nhân sân, nhân sân. Nhân sân á, sân ở đây á, cái trạng thái là như thế nào? Khi nào mà trong tâm của mình á, mình có cái trạng thái mà mình thấy không hài lòng với đối tượng, không hài lòng với đối tượng, hoặc là chúng ta muốn hủy diệt cái đối tượng, thì đó là trạng thái của sân. Vậy thì nhân sân này đó, chi pháp là sở hữu sân, hoặc là tâm sở sân, chê tá xí cá đột giác đó. Rồi vậy thì chúng ta nhớ cái trạng thái khi mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy tâm mình không hài lòng với cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh gì cũng vậy, mà hãy mà mình không hài lòng với cảnh thì mình biết đó là trạng thái của tâm sân. Mà tâm sân á, chi pháp là tâm sở sân. Vậy thì nhân sân này, nhân sân này là chi pháp cũng là sân. Rồi vậy thì tâm sở sân này đó được tìm thấy trong mấy tâm sân? Chúng ta chỉ có hai tâm sân thôi, lấy hết nhân sân có trong hai tâm sân. Rồi nhân sân này đó hợp với bao nhiêu sở hữu, hoặc là bao nhiêu tâm sở nhân sân này? Để coi này, phải tính lại. Chúng tôi lâu ngày cũng quên nha quý vị. Nhân sân hợp với bao nhiêu là sở hữu? Sở hữu tự tha, 13 sở hữu tự tha, lấy hết trừ trừ ra sở hữu hỷ. Khi mà tâm mình sân á, hoặc là sở hữu sân á, thì nó đi thì nó không có sở hữu hỷ, tâm sở hỷ hoặc là sở hữu hỷ ở trong đó, vì chúng ta phải trừ ra. Vậy thì ở phần 13 tự tha đó, chúng ta lấy 12, chúng ta lấy 12. Rồi bất thiện biến hành chúng ta lấy hết, bất thiện biến hành chúng ta lấy hết, là mấy rồi? 16 rồi. Rồi đến sân tật lận hối. Sân thì mình đang giữ nó, mình đang giữ nó ở đây, thành ra mình không tính. Tật lận hối, tật lận hối là 3. 3 nữa là 19. Rồi cái lúc mà quý vị sân có hôn trầm thị miên không? Có sân có hôn trầm thị miên không? Đang ngủ ai điện thoại vô bực mình lắm nha, nóng bực lắm à. Đó, trường hợp đó là đang buồn ngủ, mới vừa giả dượi mệt mỏi, định nằm xuống thiêu thiêu tí xíu, ai điện thoại vô hỏi chuyện gì đâu trên trời dưới đất gì đó, đó là coi như là nóng lên liền, bực lắm đó. Thành ra trong cái trường hợp đó chúng ta có cái sự mà hôn trầm thị miên. Còn nếu mà bây giờ mà quý vị nghe cái âm thanh của chúng tôi, quý vị không thích, quý vị không thích, mình nghe nó cũng như là nó ồ ề quá, nó không thích, vậy thì lúc đó có hôn trầm thị miên không quý vị? Không, lúc đó không có. Trong cái lúc quý vị đang ngồi, quý vị nghe pháp, đang ngồi nghe pháp, mình tỉnh táo đàng hoàng, nhưng mà cái âm thanh này á, mình thấy cũng như là nó không có tao nhã, nó không có, cũng như là nó không có good á, nó không có im tai đó, mình nghe mình cũng hơi khó chịu đó. Thì trong trường hợp này không có hôn trầm thị miên, nhưng mà hãy mà mình lấy á, thì phải lấy chung, tại vì mình đang học là cái nhân sân này đó, là nó hợp với bao nhiêu tâm sở, thì hãy mà có tâm sở nào mà hợp thì chúng ta phải lấy vô hết. Chúng ta không có phân tích ra cái trường hợp nào hết, chỉ có những cái lúc nào mà chúng ta cần phân tích thì chúng ta mới trừ ra thôi đó. Vậy thì là nhân sân này hợp với 21 sở hữu rồi, 21 sở hữu, 12 tự tha trừ hỷ, rồi còn 12, 4 si phần, 16 sân tật lận hối, 19 hôn trầm thị miên, 21 và đúng rồi đó, 21 rồi. Còn nói về mà
xúc thọ tưởng tư đồ này kia quý vị biết rồi ha. Căn cảnh gặp nhau là sanh xúc, xúc thọ tưởng rồi tư rồi sanh lên định mạng quyền tác ý sanh đủ hết rồi, si vô tàm vô quý phóng vật đó, bốn cái anh này là cũng là cái thành phần chính nè. Bình thường mình rất là giữ cái mực đoan trang, bình thường mình giữ cái nét mặt mình giống làm sao mà cho càng ngày nó phải càng giống thiền sư đồ này kia, hoặc là một bậc mà tu lâu năm đồ này kia. Nhưng mà lúc mà cái anh mà si vô tàm vô quý phóng vật bốn cái anh đó mà ảnh xen vô trong tâm mình rồi á, thì lúc đó là không có giữ gìn oai nghi tế hạnh hay là nết na hay là đoan trang gì nữa hết á, đụng là gây đụng là cãi lúc đó si nó che mờ thực tính rồi, vô tàm vô quý không có xấu hổ, không có ghê sợ gì với tội lỗi nữa hết, rồi bây giờ chỉ suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia bằng cái ngôn ngữ nào mà nói cho người ta đau lòng, đau đầu đau óc đó vân vân đó, thì những cái sở hữu này nó sanh lên, nó sanh lên nó hợp tác làm mình mới sanh được. Còn nếu mà chúng ta đè nén được mấy anh này á, là coi như là chúng ta không có bị sanh đó. Rồi vậy thì mình biết những cái sở hữu đó nó đồng sanh để lên để làm gì rồi, nó để cho mình không nhận thấy thực tính pháp, thành ra lúc đó mình mới sanh lên đó. Rồi vậy thì cái nhân trong tâm sân có mấy nhân, trong tâm sân có mấy nhân quý vị, trong tâm sân có hai nhân, có hai nhân, đúng rồi, xà thủ trong tâm sân có hai nhân, nhân sân và nhân si. Rồi vậy thì nhân sân á là nó hợp được với mấy nhân, hợp được với mấy nhân, một nhân, đúng rồi, một nhân, đó là nhân si. Rồi đó, xà thủ, xà thủ quý vị. Ôi hồi đó chúng tôi học cái môn này á là đi lên bảng vẽ nguyên cái vòng tròn rồi đánh cái dấu là tâm sân, rồi trong đó đó rồi mới viết vô là nhân sân rồi nhân si, rồi bắt đầu mới biết được là cái tâm đó, tâm sân là nó có hai nhân, rồi mới biết là nhân sân hợp với mấy nhân đó. Rồi lúc trước học phải vậy đó, còn giờ quý vị học không có bảng, không có bảng để vẽ lên mà quý vị cũng biết được là quý vị cũng hay rồi, cũng quá giỏi rồi, đại tài rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua nhân si, chúng ta qua nhân si nha quý vị, nhân si. Rồi si á, ở đây có nghĩa là cái trạng thái nó như thế nào. Khi nào mà chúng ta quán xét mà chúng ta thấy cái trạng thái tâm của mình á, mà nó mê muội, nó mê muội, nó mù mờ đó, nó mê muội, nó mù mờ là chúng ta biết si. Si có nghĩa là bây giờ nó che cái tâm của mình, cũng như là có những người mà ta vô ta nói học cái môn gì mà nãy giờ không có biết cái gì hết, mà cứ nói tâm với tâm sở mà người ta không hình dung ra cái gì hết quý vị, người ta không hình dung ra được gì hết, rồi là quý vị biết rằng là trong cái tâm mình lúc đó gọi là mình mê muội, mình quá mù mờ, đó là cái trạng thái, đó là cái trạng của si. Bây giờ quý vị thấy rằng á, cái người ta giảng hoặc là người ta học cái môn này ít nhiều gì người ta cũng hiểu được chút đỉnh tâm sanh. Cái trạng thái nó là không hài lòng với đối tượng đó, mà mình vô mình cứ nghe người ta rồi mình kích bác, mình nói là học cái môn này không có thiết thực, rồi không có hiểu gì hết, cái trạng thái tâm của mình lúc đó là do si nó ngăn cản, nó ngăn cản đó. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta thấy cái trạng thái tâm của mình mà vô mà mình thấy ai người ta cũng hoan hỷ, ai người ta cũng nghe được hết, ai người ta cũng ráng tìm tòi để học được, còn mình mà mình cứ không hiểu là coi như là mình biết rồi, cái trạng thái của mình vậy đó, trạng thái tâm của mình bị si nó chi phối, nó che khuất, nó mù mờ rồi đó.
Rồi vậy thì đối với nhân si này đó, được tìm thấy ở trong hai tâm si. À, hai tâm si nha. Rồi nhân si là được tìm thấy trong hai tâm si. Hai tâm si, quý vị nhớ hai tâm si là si gì không? Đừng nói là si nê, si mê đâu nha. Đó. Rồi. Vậy thì nhân si á là hợp với hai tâm si. Rồi nhân si á là hợp với bao nhiêu, là bao nhiêu tâm sở, bao nhiêu tâm sở. Bây giờ á, ở cái phần sở hữu tờ tha, chúng ta có 13 sở hữu tờ tha. Mà cái anh si này á, thì chúng ta phải lấy cái gì ra quý vị? Si nó có hỷ không? Nó có quan hỷ không? Giờ tâm của mình si mê nó có quan hỷ không? Không. Mà nó không có quan hỷ ở trong đó, không quan hỷ. Tâm si mà sao mà có hỷ được. Rồi rồi nó có mong muốn không? Không luôn. Nó cũng có mong muốn luôn. Ồ, nó cũng có mong muốn luôn quý vị. Nó có cần không ta? Nó có cần không? Nó có sự tinh tấn không? Tưởng từ không luôn, không luôn. Cái có chứ có nha. Đối với một cái tâm si mà nó sanh lên á, nha, đối với một cái tâm si mà nó sanh lên á, thì cái hỷ ở trong đó là nó không có rồi, nha, nó không có hỷ tâm ở trong đó rồi. Rồi mong muốn á, nha, thì nó cũng không có mong muốn rồi. Nhưng mà nó có cần nhớ quý vị, nha, nó có cần, có nghĩa là có cái sự siêng năng. Cũng như là nãy giờ quý vị ráng, quý vị lắng nghe, lắng nghe coi cái nhóm này đang học tâm tâm sở nói cái gì đâu không, mà tâm tâm sở người ta ráng nghe, người ta ráng nghe, người ta cố gắng ráng nghe, nghe hoài không hiểu đó. Thì vậy thì vẫn có sở hữu cần ở trong đó, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tập ý tầm tứ thắng giải cần, à, có sở hữu cần ở trong đó, trừ ra hỷ với dục thôi, trừ ra hỷ với dục thôi. Vậy thì là chúng ta lấy 11 sở hữu tự tha, à, 11 sở hữu tự tha, rồi xuống đến cái nhóm bất thiện, à, thì chúng ta si là mình đang tìm, là mình đang giữ nè, tàm vô quý phóng dật, rồi ba cái đó, ba cái đó nữa, rồi ngay chỗ tham phần sân phần không lấy. Vậy chúng ta chỉ lấy tâm sở hoài nghi vô nữa thôi, à, tâm sở hoài nghi thôi, à, chỉ lấy tâm sở hoài nghi thôi. Rồi vậy thì chúng ta có nhiêu vị? Có 15, à, có 15 thôi ha, 15. Rồi vậy thì cái nhân si á hợp với 15 sở hữu hay là 15 tâm sở, à, 15 tâm sở đó. Vậy thì trong tâm si có mấy nhân? Trong tâm si có mấy nhân quý vị? Đâu rồi? Gì hồng kim rồi đâu rồi? Một nhân. Rồi trong tâm si một nhân xa thú, đúng rồi. Một nhân si, à, có một nhân, đúng rồi, xa thú quý vị. Rồi à, vậy thì à, nhân si á, nó hợp với mấy nhân? Nhân si nó hợp với mấy nhân? Nhân si hợp với mấy nhân? cái này là cái chỗ này mắc mé lắm nha, rớt điểm, mắc điểm là coi như là nhiều người thi chỗ này rớt. Trời ơi trời, ba đầu ba. Bây giờ nhân si hợp với mấy nhân, giờ quý vị phải quay ngược, à, quý vị phải quay ngược lên. Nếu mà tính á, nó mà ở trong tâm tham á, thì nó hợp với nhân tham hồi nãy mới mới vừa học đó. Nếu mà nó ở trong tâm sân á, thì nó hợp với nhân sân. Vậy thì á, trong tâm tham á, tâm sân á, đều có tâm sở si.
Vậy thì nhân si này á, nó hợp với hai nhân, nhân tham và nhân sân. Rồi trong cái trường hợp á, nếu mà ở trong tâm si á, thì nó không hợp với nhân nào á. Chính nó rồi, nhân tâm si này có cái sở hữu si ở trong đó. Mà mình đang nắm cái anh si này, mình hỏi anh si này anh đi với mấy mấy người vậy, có đi với người nào nữa đâu mà mình kể. Đó, thành ra chúng ta cái chỗ này chúng ta nó hơi nhạy trí tí xíu. Tại vì trong tâm tham là có nhân tham với nhân si, trong tâm sân có nhân nhân si. Vậy thì trong cái trường hợp tâm tham và tâm sân á, thì nhân si này nó hợp với hai nhân, nó hợp với hai nhân. Rồi một cái trường hợp đặc biệt, nếu mà nói về tâm si thì nhân si này không có hợp với nhân nào hết. Tại vì trong đó nó có chính nó à, anh si này có chính nó à. Chúng ta có tất cả là sáu nhân. Nếu mà nói gọn á, sáu nhân: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Rồi nếu mà chẻ ra thêm á, thì chín nhân là ở trong cái phần mà tâm vô ký á. Đó, thành ra chúng tôi nói cho quý vị nghe, mình có sáu nhân đó vậy thôi à. Thành ra mình tính vòng vòng qua như vậy mà còn bị lộn nữa nha quý vị. Thành ra chúng tôi đã nói với quý vị đó, là lúc trước mà chúng tôi học á, cái bài nào mà mình thấy dễ là coi như là mình thua, là lúc đó là lên là mất điểm liền. Đó, nó quan trọng lắm, là nó rất là quan trọng. Rồi, thôi bây giờ chúng ta lướt qua. Chúng ta đến nhân vô tham. Nhân vô tham. Vậy thì vô tham á, chúng ta tu tập lúc nào chúng ta có cái trạng thái đó. Những cái trạng thái này nó quan trọng lắm nha quý vị. Khi mà mình nói ai một điều gì đó, hoặc là mình tạo một cái công đức phước báo gì đó, thì mình sẽ quán xét coi ở trong cái tâm của mình lúc đó nó thuộc về mà vô tham hay là nó thuộc về tham. Thí dụ như bây giờ mình cúng dường cái vật đó, nhưng mà cái trạng thái của mình nó làm sao? Vì trạng thái của mình tôi cũng ở nhà, ngày tôi phát tâm tôi cũng ở nhà đó đó đó, thì trong cái trường hợp đó mình còn bị dính mắc, còn bị dính mắc quý vị. Vậy thì là coi như là mình lúc đó mình cúng dường không có cái trạng thái của vô tham đó. Thành ra những cái điều này đó thì thật sự ra đó, đối với chỉ có chúng ta biết thôi, người nào làm rồi cái tâm sanh lên mình biết thôi, chứ không thể nào mà cái vị khác biết được. Vị khác mà biết á, thì người ta chỉ đoán thôi, người ta chỉ đoán hình dáng lời nói đồ của mình vân vân, nhưng mà hỏi người ta chắc không, tôi không chắc nha. Thí dụ như giờ chúng tôi thấy quý vị phục vụ ở trong lớp học, trong room, thì chúng tôi nhận xét cái cử chỉ hoặc là cái cách của quý vị, thì chúng tôi biết người này người ta phục vụ để mà người ta cầu phước báo, rồi người kia người ta phục vụ cũng cầu phước báo vân vân. Thì nếu mà theo suy nghĩ của chúng tôi, chúng tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà hỏi chúng tôi chắc không, mà sư dám chắc cái người đó là người ta phục vụ để người ta cầu phước báo không, thì mình không dám chắc. Tại vì cái tâm của người ta sao mình biết được quý vị, mình không biết được. Chỉ có đối với những cái bậc thánh á, thì người ta có tha tâm thông, hoặc là những cái vị nào mà có thiền, người ta có tha tâm thông, thì người ta mới biết được, mới biết được cái trạng thái tâm của mình. Thành ra chính vì vậy đó mà khi vị bố thí hay là quý vị cung kính đảnh lễ hoặc là phục vụ tạo phước gì đó, thì chính mình phải quán xét ở trong tâm của mình coi cái trạng thái tâm của mình lúc đó là như thế nào, lúc đó là cái tâm gì đó, thì chúng ta tự chúng ta quán xét để mà chúng ta biết đó. Nếu mà chúng ta thấy rằng cái trạng thái tâm của chúng ta lúc này nó là buông đối tượng, buông bỏ đối tượng, không có dính mắc, buông bỏ đối tượng, thì lúc đó chúng ta biết rằng là chúng ta làm bằng một cái tâm thiện. Tại vì sao? Tại vì có trạng thái vô tham ở trong đó, có trạng thái vô tham ở trong đó. Đó, vậy thì đối với nhân tham này, chi pháp là tâm sở vô tham, chi pháp là tâm sở vô tham, tâm sở vô tham. Rồi
Vậy thì tâm sở vô tham này á, là nó thuộc về cái nhóm nào quý vị? Cái nhóm tịnh hảo phải không? Rồi bước qua cái phần này thì chúng tôi chỉ cho quý vị một cái đỡ rắc rối. Chúng ta nhớ ở trong cái phần tâm sở đó, chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu tâm sở? Chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu tâm sở? 52 tâm sở. Rồi có 13 sở hữu tợ tha, phải không? Rồi bao nhiêu sở hữu bất thiện? Bao nhiêu? 14 sở hữu bất thiện. Rồi bây giờ mình học tới tịnh hảo là mình dẹp bất thiện qua, đặng cho quý vị đỡ nhức đầu. Chúng tôi hỏi bao nhiêu tâm sở sanh ở trong cái nhân đó, cái tâm đó, đồ này kia, quý vị cứ canh mà ngay chỗ 13 tự tha với là 25 tịnh hảo thôi. Đó, quý vị cứ canh ngay chỗ đó mà quý vị lấy, nó đặng nó đỡ nhức đầu quý vị. Đó. Rồi, vậy thì đối với cái nhân mà vô tham á, là cái này có bộ căng này nha. Nhân vô tham á sanh ở sanh ở trong bao nhiêu tâm? Rồi, nhân vô tham sanh ở bao nhiêu tâm? Nhân vô tham sanh ở bao nhiêu tâm? Rồi bây giờ chịu khó đi, chịu khó giờ mình làm xà thủ 91 tâm. Vậy thì mình muốn tìm cái nhân sanh ở trong 91 tâm. 91 tâm này á, gồm có tâm nào quý vị? Chúng ta phải canh, chúng ta trừ ra 12 bất thiện là phải trừ nó rồi, phải không? Rồi, quý vị làm phép cộng cũng được, mà mình làm phép trừ cũng được quý vị. Mình có tất cả 121 tâm nói rộng. Đó, thì bây giờ mà mình đang tìm mấy anh tốt đẹp không à? Mấy anh tốt đẹp không thì mình trừ ra 12 bất thiện, phải không? Rồi trừ ra cái nào nữa quý vị? 18 vô nhân. 18 vô nhân. Đó, thành ra phải không? Phải lấy cách này đúng không quý vị? 12 bất thiện, 18 vô nhân là 30. 30 2 221 mà trừ ra 30 thì còn nhiêu? Phải không? Phải còn 91 không? Chúng tôi học biết mình cũng hơi mệt với con sống này. Cũng hơi nhức đầu nha. Đó, quý vị lấy cái số cộng, còn chúng tôi lấy cái số trừ. Tại giờ mình đang tìm mấy anh đẹp, mấy người đẹp trai mà, đẹp trai đẹp gái không mà, thành ra mình trừ ra những cái nhóm bất thiện đi, như cái nhóm vô nhân đi. Đó. Đó, thành ra đó đúng rồi. Quý vị tính một cách, chúng tôi tính một cách đó, nhưng mà ra đồng đáp án là được, đồng đáp số là được. Đó. Vậy thì nhân vô tham này được tìm thấy trong 91 tâm tốt đẹp. Rồi, đúng rồi, 24 tâm dục giới tình hảo đó, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. Dạ đúng. Thì giờ mình tìm thằng đẹp thì mình trừ xấu ra. Tìm đẹp mình trừ xấu ra. Đó. Đó thì nếu mà mình không có định vị nó trước á, mình không định vị nó trước á, mình hơi nhức đầu quý vị. Lâu lâu nhắc lại mấy cái này nó hơi nhức đầu. Thật sự ra cũng như là có 121 mà trừ 30, viết mà trừ không có xong nữa. Rồi. Vậy thì 91 tâm tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo nhân vô tham được tìm thấy ở trong 91 tâm tịnh hảo. Rồi, vậy thì nhân vô tham á, nó hợp với bao nhiêu tâm sở? Nhân vô tham này nó hợp với bao nhiêu tâm sở? Nhân vô tham này nó hợp với bao nhiêu tâm sở? Bây giờ chúng ta lấy 13 sở hữu tự tha trước, lấy hết không? Luôn. Chúng ta lấy hết luôn quý vị. Chúng ta lấy hết luôn. Rồi ở trong cái phần tâm sở tình hảo đó, tâm sở tình hảo đó là mình có bao nhiêu tâm sở tình hảo tất cả? Có bao nhiêu tâm sở tình hảo tất cả? Có bao nhiêu? 25, đúng rồi. 25 vậy mình lấy hết không? 25 mình lấy hết không?
Em Lâm lấy hết không? Rồi. Hết trừ. Hết. Cái này là quỳ gối. Mình đang ở trong ở cái nhân mình đang nắm cái anh vô tham nè, mình đang nắm cái anh vô tham nè, mình đi mình coi coi anh vô tham này á, ảnh đi với bao nhiêu người, ảnh đi bao nhiêu người, mà ở trong cái nhóm người này á là có 25 người thì mình phải trừ ra ảnh, trừ ra ảnh vậy thì chỉ còn có 24 thôi, còn có 24 thôi vì đó cái này mấy cái chỗ này nó mắc mé, là coi như là mình ưa bị lộn, ưa bị nhầm lẫn ngay chỗ đó. 25 sở hữu tinh hảo thì mình trừ vô tham ra còn 24. Vậy thì cái nhân vô tham này nó là phối hợp với 13 sở hữu tự tha, 24 sở hữu tinh hảo trừ vô tham. Đó, tại vì mình đang giữ nó rồi mình trừ ra, vậy thì phối hợp được 37 sở hữu, 37 tâm sở tất cả, 37 tâm sở tất cả. Đó phê không, coi vậy mấy con số này rắc rối lắm đó nha, ngày mai là quên liền đó. Chỉ có trừ khi nào quý vị hiểu, mà quý vị hiểu cái cách tính, mình hiểu cái cách tính thì mình sẽ nhớ, là quý vị hiểu được cái ý nghĩa của pháp, hiểu được cái cách tính thì chúng ta sẽ nhớ suốt đời. Còn nếu mà chúng ta nhớ con số đó, là coi như là chúng ta sẽ thua. Ngày mai giận buồn vui quá vân vân cũng quên hết trơn, là chúng ta chỉ có hiểu là chúng ta mới nhớ lâu thôi. Đó cũng như chúng tôi ngồi, chúng tôi thật sự ra chúng tôi không có nhớ được con số quý vị, là chúng tôi ngồi chúng tôi lọc lọc ra từ từ, là lọc lọc ra từ từ đó thì do cái cách tính đó đó mà mình nhớ được một thời gian dài đó. Rồi vậy thì tâm sở cái nhân vô tham này nè, được tìm thấy nếu á, mà nếu mà chúng ta gom hết á, chúng ta hơi giờ chúng ta gom hết tâm mà hợp hợp trí đi, tâm hợp trí đi, tâm lý một chút mình học sao. Vậy thì cái nhân vô tham này nè, nếu mà nó sanh ở trong cái những cái nó hợp với mấy nhân, nếu mà nó sanh ở trong cái tâm mà hợp trí á, tâm có trí tuệ á, thì coi như là nhân vô tham này nó sẽ hợp với mấy nhân. Chúng ta thường thường chúng ta nghe chúng ta nhớ là mình khi mà mình tạo phước mà bằng tâm hợp trí thì ở trong đó có gì quý vị? Có vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si. Hoặc là chúng ta tục sanh bằng tâm quả tam nhân. Tục sanh bằng tâm quả tam nhân thì trong tâm quả tam nhân đó đó chúng ta có cái gì? Có gì trong đó? Cũng là vô tham, vô sân, vô si. Vậy thì đối với cái nhân vô tham này đó mà ở trong những cái tâm hợp trí á, thì nó hợp với mấy nhân? Nó hợp với mấy nhân? Mấy vị rớt nét hay là chúng tôi rớt nét rồi không có thấy. Dạ đúng rồi, hai nhân. Hai nhân. Đó. Thì bây giờ á mình hỏi á, cái nhân vô tham á, nó trong những cái tâm mà nó có trí á, thì nó hợp với mấy nhân, nó hợp với mấy nhân, thì chúng ta biết những cái tâm mà nó hợp trí á, thì ở trong đó nó có cái gì? Có vô tham, vô sân, vô si, hoặc là mình tục sanh bằng tâm quả tam nhân, tâm quả tam nhân thì coi như là trong tâm quả tam nhân đó nó có gì? Vô tham, vô sân, vô si. Vậy thì trong những cái tâm mà nó thuộc về hợp trí á, nó có vô tham, vô sân, vô si, thì vậy thì hỏi nhân vô tham nó hợp với mấy nhân? Thì nó hợp với hai nhân, nó hợp với nhân vô tham và vô si, vô tham và vô si có nghĩa là trí tuệ nhá. Đó đúng rồi, hai nhân rồi.
Đó, rồi bây giờ cố gắng bây giờ mình bước qua đến đến nhân vô sân nha. À, nhân vô sân. Đến nhân vô sân. Rồi. Cái tâm của chúng ta đó cái tâm của chúng ta đó quý vị ở đây nó có một cái chỗ cần phải phân biệt. Đối với cái vô sân, cái tâm của chúng ta lúc nào mà chúng ta có cái trạng thái là không nóng nảy, à, mình có cái trạng thái là không nóng nảy thì cái trạng thái đó là của cái gì quý vị? Của vô sân. Mà khi mà chúng ta có cái trạng thái tâm mát mẻ, à, tâm mát mẻ, tâm mát mẻ là cái trạng thái của tâm từ, à, cái trạng thái của tâm từ nhớ quý vị, cái trạng thái của tâm từ là mát mẻ. Thành ra vô sân này đó nó chưa có được gọi là mát mẻ, nó chỉ là không nóng nảy thôi. Khi nào mà chúng ta tu tập, à, chúng ta tu tập đề mục, à, tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả gì đó, à, chúng ta tu tập, à, cái đề mục đó mà tâm của chúng ta tập tâm đại thiện hợp trí, mà chúng ta tập trung liên tục trên cái đề mục là tâm từ hay tâm bi tâm hỷ tâm xả gì đó liên tục như vậy đó, thì có đó cái tâm của chúng ta nó mới mát mẻ. À, tại vì sao? Vô sân nó sanh ở trong đó, vô sân nó sanh ở trong đó, à, không nóng nảy, không nóng nảy, không nóng nảy, nó sanh từ từ trong đó. Thì một lúc như vậy đó, à, chúng ta có cái trạng thái định của tâm từ hoặc tâm bi tâm hỷ tâm xả thì lúc đó tâm của chúng ta nó mới có cái trạng thái nó mát mẻ đó. Vậy thì vô sân ở đây á, là chúng ta nhớ là cái trạng thái là nóng nảy, nó mới chỉ có nhiêu đó thôi, à, nó mới chỉ có nhiêu đó thôi, à, không nóng nảy, à, không nóng nảy nha. Rồi vậy thì cái chi pháp của nhân vô sân á, là tâm sở hay là sở hữu vô sân? Đó, cái nhân vô sân là chi pháp là của nó là tâm sở vô sân. Rồi tâm sở vô sân ở đây nó cũng thuộc về tốt đẹp, là tịnh hảo. Thành ra chúng ta có tìm nó thì chúng ta cũng tìm ở trong những cái anh chàng tốt đẹp, là những cái tâm tốt đẹp. Rồi vậy thì vô sân này đó, nhân vô sân này đó, nó cũng là nó cũng hợp với 91 tâm tốt đẹp, giống như vô tham vậy đó, à, giống như vô tham nha quý vị. Tại sao? Tại vì nó tốt đẹp thì trừ ra 12 bất thiện với 18 vô nhân, trừ ra nó, à, hãy mà còn lại cái phần trên là phần dưới là toàn là tốt đẹp không à. Đó, dục giới rồi sắc giới, vô sắc giới rồi siêu thế, toàn là tốt đẹp không à. Thành ra chúng ta cũng, à, trừ ra cái anh bất thiện với 18 vô nhân đó đi, à, là chúng ta còn lại 91, à, còn lại 91 đó. Không, nhân vô sân hợp với 91 tâm tịnh hảo. Nhân vô sân hợp với 91 tâm tịnh hảo. Đúng rồi, nhân vô sân hợp với 91 tâm là tịnh hảo. Rồi nhân vô sân này đó ở trong, nhân vô sân này khi mà nó hợp với 13 sở hữu tợ tha có trừ gì không? Không, không có trừ gì hết, hỷ có hỷ ở trong đó luôn, vô sân mà, à, nó vô sân, vô sân, đúng rồi. Thành ra chúng ta lấy 13 sở hữu tợ tha luôn. Rồi, à, phần mà, à, tịnh hảo, sở hữu tịnh hảo chúng ta lấy 24, à, chỉ trừ ra cái chính nó thôi, trừ ra, à, nhân vô sân, à, trừ ra nhân vô sân.
Vậy thì cũng 37 tâm sở luôn. À, nhân vô sanh là hợp với 37 tâm sở. À, nhân vô sanh hợp với 37 tâm sở nha. Rồi, nó cũng giống như là vô tham, giống như nhân vô tham thôi. Rồi, vậy thì rồi nó cũng hợp với hai nhân vô tham và vô si. Vô tham và vô si. Vô tham và vô si. Rồi, nó cũng vậy thôi, cũng giống như nhân vô tham, không mà rắc rối cho quý vị hết, không có gì như rắc rối hết. Rồi, vậy thì chúng ta ráng qua cái nhân vô si nữa đi, nhân vô si nữa. Ráng qua cái này nữa đi. Cái trạng thái tâm của chúng ta đó, khi nào mà chúng ta hiểu biết rõ ràng, chúng ta hiểu biết rõ ràng, chúng ta không nhầm lẫn, đây là pháp bất thiện, đây là pháp thiện, đây là pháp vô ký, chúng ta hiểu rõ ràng, hoặc là chúng ta nhìn một cái sự việc, một cái sự vật gì đó mà chúng ta có cái sự mà hiểu biết một cách rõ ràng, thì mà chúng ta không có nhầm lẫn, thì lúc đó là cái trạng thái đó là trạng thái trí tuệ vô si, cái trạng thái đó là mình có trí. Thành ra đó, cái nhân mà nhân vô si ở đây cái nhân vô si ở đây á, cái chi pháp của nó là sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Khi nào tâm của mình thấy hiểu biết rõ ràng, mình có cái trạng thái hiểu biết rõ ràng, mình không có bị nhầm lẫn, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của trí tuệ, của cái sở hữu trí tuệ. Vậy thì nhân vô si ở đây chi pháp là tâm sở trí hay là sở hữu trí tuệ. Rồi, vậy thì nhân vô si này đó chỉ tìm thấy được ở những cái tâm hợp trí, chỉ tìm thấy được ở những cái tâm hợp trí. Rồi bây giờ có bao nhiêu tâm hợp trí, bây giờ mình lấy cái con số 91 á, 91 mình trừ ra những cái tâm nào mà ly trí, những cái tâm nào ly trí đó, thành ra ở cái phần mà ngay chỗ dục giới á, mình có 24, thì ở trong đó là ly trí và hợp trí, vậy thì mình trừ ra ly trí là 12, 91 trừ 12, 91 trừ cho 12 còn bao nhiêu? 91 trừ 12 có nghĩa là chúng ta lấy ngay chỗ á, dục giới tịnh hảo á, mà hợp trí á, là 12, rồi sắc giới á, là coi như là 15, vô sắc 12, rồi 40 siêu thế, là chúng ta cộng lại coi, nhờ cộng cũng mệt quá, cũng 12, 15 là 27, 27, 27 với 12 là 49, 37 chứ, và 79, để coi 12 dục giới hợp trí nè, với là đáo đại nè. Đúng rồi, đó đó, nhưng mà chúng ta cũng lược lại cái thôi, 12 dục giới hợp trí, 15 sắc giới là nhiêu, là 27, 27 phải không quý vị, 27. Ủa sao kỳ vậy ta, sao nó đâu quý vị cộng dùm coi, quý vị cộng dùm chúng tôi coi sao, chúng tôi cũng bị cộng rồi. 12 dục giới hợp trí nè, cộng với 15 sắc giới nè, là nhiêu, là 27. 27 với là 12 vô sắc, 12 vô sắc phải không? 12 vô sắc. 12 vô sắc là nhiêu? Là 39 với 40, đúng rồi, là 79. Thiệt
Khổ ghê. Đến nơi chúng tôi mà còn bị rắc rối. Cộng cộng hồi không biết nó dư rồi nó thiếu. Rồi không biết tìm nó ở đâu ra. Dạ. Rồi. Vậy thì đối với cái nhân mà vô si á, là nhân vô si á, là được tìm thấy ở trong 79 tâm hợp trí. 79 tâm hợp trí. Rồi. Còn ở trong cái nhân vô si này đó, mà nó hợp với bao nhiêu tâm sở? 13 sở hữu tự tha lấy hết. Rồi 25 tịnh hảo lấy hết. Trừ ra cái sở hữu trí tuệ thôi, vô si thôi. Đó thì còn 24. Vậy là cũng hợp với 37. Rồi cũng hợp với 37. Rồi vậy thì nhân vô si này đó, nó hợp với hai nhân vô tham và vô sân. Nó hợp với hai nhân. Quý vị nào mà sanh lên cái tâm hợp trí thì lúc đó phải có vô tham, vô sân, vô si. Đó, còn đối với thí dụ như đối với mình sanh lên tâm thiện thì có trường hợp ly trí, có nghĩa là mình thấy người ta học mình cũng học theo vui, học cho vui, có tụ nhưng mà không hiểu gì hết. Đó, mình cũng quan hỷ lắm, hỏi quan hỷ không quan hỷ nhưng mà không có nhớ, không có hiểu gì hết. Thành ra trong đó là cái tâm thiện mà ly trí, tâm đại thiện ly trí. Đó, thì lúc đó thì nó chỉ có hai nhân ở trong đó thôi, vô tham, vô sân. Đó, rồi. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành, chúng tôi đã hoàn thành về cái phần nhân này rồi. Cái phần nhân này rồi. Rồi, chúng tôi hoàn thành cái phần nhân này rồi. Xa thú lành thai. Từng sau nếu không có cái gì thay đổi thì chúng ta sẽ học về thất chi thiền. Thất chi thiền. Thất chi thiền là bảy chi thiền á. Vậy thì giờ đây thì đã gần hết giờ rồi. Nên chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ở trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long càng thác bà ngã hủy a tu la, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mai ở xa ở gần ở đây, mong các vị quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, xa thú tha thú lành thầy, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân. Đức Pháp tín nó tự vi ơn, thiết giả con bây giờ Pháp ngày hôm nay.